Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới trong xu hướng tăng nhẹ trở lại với tỷ lệ tăng là 0,01%, tuy nhiên vẫn giao dịch ở mức thấp là 1.629 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.628,46 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.632,04 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,07%, tuy nhiên thì vẫn giao dịch ở mức cao sau khi đã tăng mạnh trong phiên giao dịch đêm qua là 112,900 điểm. Còn đối với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin thì liên tục biến động. Hiện tại đang giao dịch quanh mức 20.264 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ và giao dịch ở mức cao là 4,150% trên một năm. Đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô cũng trong xuống tăng nhẹ, thời điểm này đang giao dịch ở mức 88,300 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng ngày hôm nay giảm rất mạnh nhưng sau đó đột ngột đi lên khi mà đồng đô la Mỹ vẫn duy trì đà tăng giá, lãi suất trái phiếu Mỹ cũng đi lên, chứng khoán thế giới đỏ sàn và nhà đầu tư tranh thủ lướt sóng vàng. Trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay ngày 4 tháng 11 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao dịch quanh vùng 1.630 đô la Mỹ trên một ounce. Tuy nhiên thì trước đó giá vàng thế giới có lúc giảm rất mạnh rồi bất ngờ lao lên làm ngỡ ngàng không ít dân chơi kiếm lợi quý này. Theo giới phân tích, giá vàng thế giới giảm mạnh sau khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng thêm lãi suất 0,75 điểm phần trăm và đồng thời Chủ tịch Fed ông Jerome Powell nói với báo giới ngụ ý rằng lãi suất cuối cùng của Fed có thể phải tăng cao hơn 5%. Theo đó, thì giới đầu tư tài chính dồn vốn vào đồng bạc xanh giúp cho đồng tiền này tăng giá rất mạnh so với nhiều ngoại tệ khác, khiến cho giá vàng hôm nay có lúc giảm hàng chục đô la Mỹ trên một ounce. Trong khi đó, thì lợi suất trái phiếu Mỹ vọt lên 4,22% đã kích thích nhiều người thu gom đồng đô la Mỹ để mua trái phiếu, làm cho đồng tiền này tăng giá nhiều hơn nữa, giá vàng thế giới vì thế gánh thêm áp lực đi xuống. Một yếu tố khác là thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu, Nhật Bản tiếp tục đỏ sàn, có thể một số nhà đầu tư cổ phiếu dịch chuyển vốn vào đồng bạc xanh và trái phiếu Mỹ. Nghĩa là dòng tiền chảy vào thị trường vàng bị hạn chế, giá vàng thế giới có lúc giảm mạnh là điều dễ hiểu. Trước những diễn biến trên thì những người chuyên lướt sóng vàng liền tranh thủ bán ra thu về lợi nhuận. Số khác thì chớp thời cơ bán khống chờ giá vàng đi xuống sẽ mua vào hưởng chênh lệch. Thế nên giá vàng thế giới giảm mạnh tới 26 đô la Mỹ trên một ounce, từ vùng 1.640 đô la Mỹ trên ounce lao xuống 1.614 đô la Mỹ trên một ounce vào thời điểm 7 giờ 30 phút tối ngày hôm qua mùng 3 tháng 11. Ở mức giá này thì những người đã bán khống bắt đầu mua vào, giá vàng thế giới bật tăng trở lại. Và đến thời điểm này đang giao dịch quanh mức 1.630 đô la Mỹ trên một ounce. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC trong nước bất ngờ đảo chiều đi lên ở một số hệ thống kinh doanh. Bên cạnh đó thì cũng có một số hệ thống kinh doanh là điều chỉnh giảm nhẹ. Cụ thể với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào ở mức 66,20 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 67,22 triệu đồng trên lượng, cùng điều chỉnh tăng 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên cuối ngày hôm qua. Giá vàng miếng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 66,20 triệu đồng trên một lượng và bán ra ở mức 67,20 triệu đồng trên lượng, cũng được điều chỉnh tăng 200.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay còn gọi là PNG hiện tại thì chưa có thay đổi về giá và đang niêm yết mua vào ở mức 66 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 66,90 triệu đồng trên một lượng. Đến thời điểm trưa ngày hôm nay, giá vàng trong nước biến động như thế nào? Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung thì với vàng miếng SJC thời điểm này thì vẫn duy trì xu hướng tăng giảm đan xen ở một số hệ thống kinh doanh. Còn với vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì không có điều chỉnh về giá quý vị và các bạn nhé. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000, tăng 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên lượng.
SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.620.000, bán ra 6.722.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.600.000, bán ra 6.690.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.610.000, bán ra 6.690.000. Doji Hà Nội mua vào 6.600.000, bán ra 6.700.000. Phú Quý SJC mua vào 6.605.000, bán ra 6.700.000, giảm 5.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.607.000, bán ra 6.698.000. My Hồng SJC mua vào 6.610.000, bán ra 6.710.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.600.000, bán ra 6.680.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.540.000, bán ra 6.680.000, giảm 10.000 ở chiều mua, tăng 10.000 ở chiều bán. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.600.000, bán ra 6.700.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.600.000, bán ra 6.702.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này tăng 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1.000.000 đến 1.020.000 đồng trên một lượng, và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.620.000, bán ra 6.722.000. SJC Huế mua vào 6.617.000, bán ra 6.723.000. SJC Bình Phước mua vào 6.618.000, bán ra 6.722.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.622.000, bán ra 6.725.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.620.000, bán ra 6.722.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.618.000, bán ra 6.722.000. Cuối cùng là giá nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại thì sau khi điều chỉnh giảm khá mạnh trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, đến thời điểm này thì chưa có điều chỉnh về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận bột số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.170.000, bán ra 5.270.000. Nhận bột số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.170.000, bán ra 5.280.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.150.000, bán ra 5.230.000. Vàng 24K mua vào 5.048,2 nghìn, bán ra 5.178,2 nghìn. Vàng 18K mua vào 3.737,9 nghìn, bán ra 3.937,9 nghìn. Vàng 14K mua vào 2.864,4 nghìn, bán ra 3.064,4 nghìn. Vàng 10K mua vào 1.996,1 nghìn, bán ra 2.196,1 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.